Chào cả nhà thương yêu, xong hai show ẩm thực chay, bộ chay tại chùa Linh Sơn thì anh Nguyễn Đức và Ngọc Huyền đưa ca sĩ Thanh Nhàn và mẹ Ngọc Huyền đi tham quan Chinatown Toronto. Thì đây quý vị, hôm bữa là phở Pasteur, mẹ Ngọc Huyền ăn rất là ngon. Đó là phở Pasteur bên kia đường. Nguyên cái khu này là khu Chinatown và rất là gần CN Town, là cái nơi mà rất là nổi tiếng ở tại Toronto, Canada. Và hiện giờ thì ông Khải Ngọc Huyền đang trả tiền bạc kinh. Chính vì vậy anh Nguyễn Đức sẽ là người cầm máy quay cho Ngọc Huyền. Thì thưa tất cả quý khán giả, quý bà con, cô bác, đây là nơi vừa nhà hàng Việt vừa nhà hàng Tàu, gọi là Chinatown nhưng mà cũng gọi là Việt Nam Town luôn. Đây là bánh mì ba lẻ, thấy không? Fan Style Shop, rồi có DJ Đâm Linh, vân vân. Và bây giờ thì đúng ngày qua tháng 7 rồi, cho nên Ngọc Huyền là ăn chay trong mùa Vu Lan báo hiếu và chọn tháng chay, cho nên Ngọc Huyền mời cả nhà cùng đi với Ngọc Huyền nha. Cảm ơn anh Nguyễn Đức cầm máy cho em. Và bây giờ thì đây, sở thay thế Income Tax Return, thấy rõ ràng có tiếng Việt không? Rồi nghe Sa Lâm Vương chắc thấy tóc đó, quý bà con có thấy không, rõ ràng không, là chữ Việt luôn. Chữ Việt luôn, không phải là ở Canada mà chúng ta không có tiếng Việt đâu. Đó, đây là tiếng Việt. Đã tiền rồi hả? Mấy tóc đường nữa thì tới nhà hàng chay anh. Hai ba tóc đường. Ok. Ở đây có Hồng Lích, Công Phu Club, cũng có những tiệm đóng cửa ngày thứ hai. Tại vì chúng tôi hát xong ngày thứ bảy chủ nhật rồi, thì có những tiệm họ đóng cửa ngày thứ hai, cho nên là chúng ta đi ngang là cửa vẫn tiệm vẫn chưa mở. Rất nhiều tiệm đóng cửa ngày thứ hai ở đây trên con đường này. Và không ngờ ở đây là đầy đủ. Con ở đây có cái chợ cổ nè. Chúc đã dẫn chị nhà và mẹ qua cái chợ cổ đó. Là một cái chợ này đó được nổi tiếng là cái chợ cổ nhất ở tại thành phố Toronto, nổi tiếng ở đây. Đây mẹ cứ băng qua đường đi. Mẹ băng qua đường từ từ. Đây cái phần chợ. Cái đường này là cái đường mà chợ cổ đó, nổi tiếng. Chợ cổ nổi tiếng ở Toronto. Ở đây là có những cái phố, nhưng mà nhà hàng có những cái mắt lắm nha cả nhà. Đó, quay qua cái phố tí anh đi. Đó, đi mình đi ra đây. Em với anh ra đây. Chợ cổ rất là đông. Thấy nhà không? Nhà như vậy đó. Quý vị thấy nhà như vậy đó, nhưng mà thật sự ra đó, một ngôi nhà như vậy từ 2 tới 3 triệu đô la. Anh nói triệu Canada, 2-3 triệu đô Canada. Thì tiền tỷ giá của Canada và Mỹ đổi như vậy, 100 đô la Canada được 130 đô Canada. Nhưng nếu mà quý vị đổi ở phi trường thì chúng ta chỉ được có 117 đô thôi, là chúng ta sẽ bị mất hết 13 đồng. Cho nên hãy vào ngân hàng và quen biết người thân thì đổi, thì chúng ta được 130 đô la Canada bằng 100 đô la Mỹ. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi nha. Anh cẩn thận này. Rồi thôi ông xã, về quay cho anh Đức đi. Để anh Đức với em đi chứ, trời hai anh em tôi tung tăng tung dung văn dung vẻ chứ. Bây giờ phải nói là tung tăng hoặc là dung văn dung vẻ, là nhớ dung văn dung vẻ. Tung tăng tung đức anh đang khe của tôi nha. Chị bị mất hết một cái đeo microphone rồi. Em gái Trang LGB của chị ơi, cho nên là bây giờ là chị nói chuyện không có microphone, mà sẽ mua lại sau khi về Mỹ. Rồi quay coi kìa, hai người đẹp nè, chị Nhàn với mẹ nè. Hôm nay gia đình tôi vẫn còn giống nhau. Cảm ơn em gái của chị bé Hà đã cho anh Ti chiếc áo Lacoste thật đẹp mua ở bên Úc.
À, mà trên cái bản đồ của Úc đó là cũng có cái bản đồ Việt Nam dính vô một tí. Đừng quay tinh quá, đó đây đây nè, mấy cái nhà này nè mà mấy triệu đô đó quý vị. Nhà cổ. Tại sao mình phải đi xa dữ vậy? Đậu xe mày. Đậu xe không khó. Không có chỗ đậu xe mẹ, ảnh thấy là ảnh lủi vô liền. Không có đậu xe đâu mẹ, đến rồi kìa, vegetarian kìa. Vegetarian kìa. Đó, đâu có xe đâu, đi bộ chút xíu cho exercise. Dạ, anh quay qua nè. Đây là những người đẹp nè. Đã, áo xanh nè. Áo xanh tiêu nè, áo tím nè. Quá dễ thương. Giờ Ngọc Huyền không từng báo hiệu nữa nha. Đó, Ngọc Huyền chỉ cần cái túi sách về thôi nè. Đó. Rất là dễ thương luôn. Đeo giày nè, cho nó nhẹ nhàng, đi cho nó dễ. Mà được design theo custom mơ. Được design theo custom cho Ngọc Huyền. Trời, bên đây nắng một trời, đi đen khu nhiều. Không sao mẹ, nắng trái không sao. Không ơi, nắng. Nắng thì nắng trưa rồi chị. Ủa 2 giờ trưa rồi chị yêu. Con đường này nhìn giống như con đường dụng đỏ mẹ. À đúng, nhìn nhau quê. Giống Việt Nam rồi đó. Rương đi xuống mà nằm mi một cái con đường này là để làm tóc rồi. Kìa mẹ, gọi là Rin Vegetarian. Nhà hàng chay. Hôm nay cả gia đình tôi đi ăn chay. Sorry, phải nói lớn nha. Tại vì không có microphone. Nói lớn cho tất cả và quý khán giả và các cô bác được nghe nha. Đến nhà hàng chay ở Toronto. Anderson. Rồi, xin mời vô ăn chay. Xin mời vô ăn chay cả nhà ơi. Xin mời vô ăn chay. Đây không mời mẹ. Rồi, mời chị nhà ăn đi. Nhắm chị nhà ơi, em mở cửa thôi, mở tay. California. Anh vô đi anh. Dạ năm người chị ơi, nó thì tiết kiệm rồi. Đây này chay. Dạ con biết đây mẹ. Sạch sẽ. Bà chủ có thể nói được tiếng Việt mừng quá. À bà chủ người Hoa. Đây. Xem nước lạnh nha. Có chị Hoàng rất là thích. Món ăn gì? Này của mẹ luôn á. Hoành thánh chiên luôn. Hai chị Liên ha. Con thánh chiên chay phải không? Thánh chiên chay. Quá món này. Quá xuất sắc luôn rồi. Tới luôn, tới luôn. Chế ơi, cho em xin mấy cái chén nhỏ nhỏ em để nước tiên riêng được không? Ok, được. Dạ rồi, đây món của mẹ luôn. Green bean. Mấy cái tiên diễn nhỏ nhỏ. Dạ, cho em 4 cái thôi. Em với ông xã em xài chung được rồi. Để cho đỡ chế rửa. Green bean ngon quá. Green bean là đậu cua ve đó. Đậu cua ve là green bean. Đậu cua ve đó. Cua ve là tiếng Pháp của mình. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn chế rất là nhiều rồi. Việt Nam mình gọi là cái gì? Cái. Đậu que. Không, một cái câu tiếng Việt nữa gọi là đậu đũa. Đậu đũa. Đậu đũa khác, đậu que khác. Ở vậy này đậu đũa khác nè. À, đậu đũa là dài hơn đúng không? Cái này đậu que. Đúng rồi. Em có muốn cho dạ cho nước tương đi. Giấm không? Không, em không giấm, em với ông xã nước tương được rồi. Chỉ cho mẹ cho nước đi. Rồi, như đây đủ rồi. Mẹ chấm hết nước tương cái gì? Giấm.
giấm đi nè. Hôm nay anh Đức với Ngọc Huyền ăn chay cho nên yêu cầu cả nhà chúng ta đều chay. À, canh ngon quá kìa tỷ ơi. À, mấy trái ớt hiểm đâu, mấy trái ớt hiểm đâu rồi. Chế có ớt ớt tươi không chế? Đợi, cảm ơn ha. Nóng. Wow. Ngon quá anh Đức ơi. Hôm nay là anh em bữa đi nhà hàng gì có ớt hiểm quá trời. Dạ. Để anh chuyển qua anh Đức, để anh Đức quay cho anh với chị Nhàn cái đấy. Rồi, chị Nhàn bên này. Đây hôm nay chị nhà là cũng nhà, ăn chay, ăn chay nữa mà bữa nay là mình phối hợp ăn chay nha, đang ở cùng ăn chay nha, đang ở nhà tô lên tô với nè, nãy giờ cầm camera của tô lên tô cho cuộc đời xanh ngon quá. Đặc biệt ở đây cũng như Mỹ nè, một cái tô là ăn không hết nha mọi người, một người là ăn không hết đâu nha. Ôi đậu đũa ngon, đậu quen ngon quá chị ơi. Vậy hả? Này không mới có 3 món thôi, còn tới 4 món nữa. Thôi ăn đi con. Dạ. Còn 3 món nữa. Nhà tên là Green. Ngon à. Vegetarian. Ừ, em ngon lắm. Trên phố Tàu đây nè, quán chay nè, phố Tàu. Tàu. Chủ là người Hoa. Trả lại. Thôi trẻ. Ăn ngon. Ngon quá. Ừ, ngon. Quá xuất sắc luôn, nêm gia vị ngon. Nó bán quá xuất sắc luôn. Cái này ở xa, phải gấp. Đây một chén cơm gạo đỏ của tôi. Chén gạo cơm gạo đỏ là của Ngọc Huyền. Ăn ngon chị Nhàn? Ngon quá. Ngon không mẹ yêu? Ngon không anh Đức của em? Quá xuất sắc luôn. Nhìn vậy mà lại ngon chị ha. Thấy bưng ra bình thường. Mà đâu có cái cơm cũng ngon nữa. Cái dĩa nó bình thường đó mẹ. Ừ, mà ăn ngon quá. Đầu bếp làm rất nhanh và ngon. Chúng tôi đợi chưa tới 10 phút là có đồ ăn rồi. Em nghĩ chắc 5 phút thôi chị. 10 phút. Xin cái muỗng. Chế ơi, cho em xin cái muỗng này nè chứ. Dạ. Ăn canh cũng ngon. Dạ, ngon quá chị ơi. Không bỏ công mình xuống đọc không? Không bỏ công mình đi bộ. Để mình tới một cái quán ăn rất là ngon. Ăn xong rồi chúng tôi sẽ đi chơi. Đi lên CN Tower. Lên cái chỗ gì đó? Chỗ tháp. Cái tháp. Cái tháp cao. Cái tháp CN Tower. Nổi tiếng. Cái chỗ đó đó là đài TV. Đài TV CN đó mẹ. Nữa mà nó có một cái tháp để du lịch lên trên đó ngắm để mình đi lên đó chơi. Chút chắc luôn. Đói. Ok. Cho mình xin miếng ớt. Không có. Món mới cho anh. Ớt kìa. Ớt cái đó ớt đúng không? Eggplant đó. Chili. Chili sauce. Ớt kìa, cái hũ ớt kìa. Ớt mẹ muốn là ớt đó, mẹ bỏ muỗng đó cho con một cái muỗng. Nhà hàng Tàu ít có ớt. Tao ít có ớt chưa ớt chị ơi, chị múc cho em một cái eggplant em ăn thử. Eggplant đó là cà tím cái đậu hũ đó nãy chị đòi đó, nó cô chị em nghĩ chắc tôi vô nữa. Còn một món nữa đó, còn một món cơm chiên với một con món đậu hũ của mẹ nữa. Mẹ kêu đậu hũ nào có mẹ kêu cái đậu hũ kia cái lấy chị múc cho. Mẹ kêu cái đậu hũ mà có chị chiên cái hoành thật, chị kêu cái đậu hũ chiên. Đậu hũ chiên đó. À mẹ nó kêu lắm. Chị kêu. Em ăn ngon quá, ngon quá. Trời ơi, ép lên ngon quá mẹ ơi. Tiên ớt tiên. À, thôi chị để đây em.
Mũ chiên giòn cái gì? Mẹ nãy mẹ mẹ đi gì mẹ ông gọi hả? Gọi con gọi. Dạ chị nhà gọi. Ồ, đồ mũ chiên giòn lạ quá ha. Mà lỡ như giống cà tròn á. Xin lỗi. Vậy nên chừng đó. Dạ, súp để chấm á. Chị chỉ gọi hai món, only là cái này với cái này thôi. Với lại muốn cái súp mà tôi sốt gì đó. Cái chén nhỏ nè. Chị em mình phải giới thiệu cái món này cho khán giả nè. Ờ, món này, món này là đậu hũ chiên với tôm cháy. Ồ vậy hả chị? Ừ. Rồi. Đây, Đức. Dạ. Không ăn sốt không? Để đi nha. Chị yêu cho em một miếng luôn. Ăn bông cải không? Dạ. Ăn luôn. Chị để đi cái sốt cho em chấm nha. Dạ, chị chan lên luôn đi chị. Thôi được rồi, lỡ rồi. Để đó đi. Ti ăn không? Đó, em chấm luôn rồi. Ti đang ăn rồi chị. Cái này khó gấp lắm, gấp nó còn. Đúng rồi. Hay. Cho quý vị coi nha, cái món này rất là lạ nha, bên Mỹ chưa có nha. Là, ngon quá chị ơi. Là đậu hũ chiên với lại cơm cháy. Dạ. Món này là lạ nha, mình chưa thấy nha, lần đầu tiên á. Ngon lắm chị, em ăn nè. Đây, em Quyền. Đây, giòn phía ngoài. Liên mẹ của em Quyền. Mềm phía trong. Đây, ca sĩ Nguyễn Đức, Đức nó lên. Đây, cái này đậu hũ ngon nha chị nha. Ờ. Làm hay ghê á. Nha. Mình chưa bao giờ cái món này là chưa thấy ở bên Mỹ. Thì có bên Mỹ. Ăn ở trong cắn ở ngoài thì nó giòn, ở trong thì nó mềm. Mềm. Nhưng mà đồ ăn ở đây nên ngon ngon. Còn cà tím nè. Wow. Cà tím này xúc chắc nè, với xào với tàu hũ nè. Như chỉ còn món cơm chiên cá mặn của chị nha là xong á. Ờ. Tới canh nè. Cơm chiên cá mặn chay nha cả nhà. Chị quay từ từ thì chị làm vậy khán giả em chóng mặt à. Chị nói chị quay từ từ mà. Chị đưa từ từ. Cơm mà chiên cá mặn chay của chị nhà nữa là xong nha. Ngon quá ngon. Ngon lắm cả nhà dạ, ơi. Ăn đi chị. Rồi. Rồi. Bye nha cả nhà. Chị nói lại cái đó là gì? Cơm chiên cá mặn. Chai làm sao có cá? Chai cơm chiên cá mặn. Cái mùi thơm nha. Chay. Cơm chiên mặn chay. Cơm chiên mặn chay. Giỡn chọc chế. Ngon quá. Quay cho bà xã. Rồi. Cơm chiên đi. Cơm chiên hơi bị ngon mà là hơi bị trễ. Nhàn cho vệ sinh đi một trà. Cơm gạo đỏ ngon thật là ngon. Uống trà không? Để cơm chiên cá mặn em chưa uống chị ơi, được rồi. Cơm chiên cá cơm kim mặn chay không có cá. Ngon quá ngon. Chị thử cái cơm chiên cá mặn cho. Cái món cơm chiên cá mặn mà chiên rất là hay, là chiên cũng thấy dầu ăn. Dạ chị. Để mình sẽ thử cái món này. À chị thử dùm cho em coi. Chị gọi chị phải ăn nhiều chứ, cái nhiều thử có chút xíu vậy. Kìa lỡ lấy muỗng kìa chị. Ngon lắm nha. Ngon lắm hả? Ngon lắm. Cái muỗng của nó ta chị, muỗng đâu. Ngon lắm luôn á. Chị lấy cái muỗng bên đó đó kìa, múc đi múc đầy chén ăn coi. Ngon lắm luôn á. Chị là chị nói ngon quá bắt buộc em phải ăn miếng này. Không ngon lắm luôn á chứ mày ngon thường. Không chị nói thiệt. Rồi. Đây, Quyền đưa cái dĩa đây chị múc cho. Chị múc cho em hả? Ngon lắm luôn. Dạ. Chị cho em gái xin một tí. Cái vị họ chiên rất là ngon. Có thua gì mà. Rồi hai muỗng thôi chị ơi, đủ đó rồi, nhiều quá, mập. Chị kiếm cái hộp này. Dạ rồi em cảm em gái cảm ơn chị. Còn hai nữa chị múc lên cho. Vậy đi con múc không ăn được gì á. Em múc. Cơm ngon lắm. Kiến lên nha, con nó coi được chút xíu. Ờ đeo mắt kiến lên đi. Ca sĩ Thanh Nhàn.
À, đeo mắt kiến lên, fan đi đàng hoàng nha. Giới thiệu giùm cái quán chay vừa ăn ngon mà vừa rẻ tiền, bà chủ có tâm vô ngần luôn. Chị, cái chỗ mà Kensington này là một cái nơi mà phố cổ, chợ cổ, đường cổ rất là nổi tiếng ở Canada. Rồi chị nói đi chị yêu. Mấy trong đây là hôm nay là Mẹ Liên nè, rồi Thanh Nhàn nè, rồi Nguyễn Đức nè, nghệ sĩ Ngọc Quyền nè, nghệ sĩ Nam ca sĩ Nguyễn Đức nè, rồi Tây nè, tới đây quán chay ăn ở đây rất là ngon, ngon mà rẻ, không ngờ ăn xong có 89 đồng. Đó. Cái này là bên kia bên Mỹ mình là phải 150-200 quá đó. Rẻ luôn. Cái này vừa rẻ, chưa tới 100 Canada này. Nhưng mà thức ăn nghe quý vị, thức ăn nghe một đưa ra một món thật là nhiều mà rất là ngon. Người ta làm là 3-4 người ăn mới đúng rồi. Hồi nãy em có quay rồi đó, bây giờ là chỉ là cảm ơn họ đã có một nhà hàng chay thử buổi trưa ngon mà lại có tâm nữa. Rồi xin ngon. Chào cả nhà, hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại hẹn sang năm gặp lại Canada. Kem ở đâu chị? Kem đây đó, thì đi qua luôn kem luôn. Đi mình đi đường này luôn đó. Khu này là khu nổi tiếng nha cả nhà ơi. Khu này là khu Kensington, là một cái khu phố cổ nổi tiếng của Canada, Toronto. Mà khu này là khu cổ, chợ cổ luôn, là cái khu cổ nhất của Toronto, Canada. Giờ vô mua kem phải không? Mua cà đem phải không? Đi với chị Nhàn là lúc nào cũng có ăn hết. Ủa mua đâu vậy, chị có thấy đâu không? Ở đây nè, có hàng kem nè. À vậy hả? Ồ đi nữa hả? Mua kem vô cái bắt hàng. Chị có hỏi trong đó ở đâu không? Không, không phải đi nha, chị có thấy hàng kem mà. Ủa vậy là đi đâu, tới đâu lận? Vậy là em vẫn để máy ha. Để máy đi, chứ mình có chữ ở mình vô rồi đó. Ở bên này quán xá đi, cha đi của chợ lớn mình ngày xưa đó. Với lại bên hông á, ở đây thì có cái là ở dưới làm bếp nhật. Ở dưới làm shop ở trên nhà thì được ở. Bên Mỹ mình không cho ở. À, ở trên ở đất người ta làm, làm shop ở trên nhà trên được ở. Trên đầu người ta được ở giống như ở Việt Nam mình. À. Ờ. Được cái đó. Mà rồi ice cream đâu lâu quá không thấy gì chị. Đâu nãy chị đi ngang chị thấy. Ồ vậy hả? Nãy chị đi ngang chị thấy kem. Ủa party nó chạy lên rồi làm sao thôi. Kem giờ khác ăn nha. À, okay. Rồi thôi nha. Rồi xe của party nó tới đón rồi. Cảm ơn xã. Thôi em. Mời lên kem bữa khác ăn. Tại ti đón rồi. Này bỏ đây. Em vô trước đi. Rồi tới chị Nhàn rồi tới mẹ ngồi ngoài. Augusta bên kia. Cái này để trước chỗ ngồi của mình đi. Không có rồi gì. Rồi, xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại trên một cái tour khác nữa tại Toronto.